Còn đây là em Vinh Hoa đang chuẩn bị với giá số đôi thật ngàn. Đây không phải lên phây mà lên vlog thôi chị đi. Chúc tất cả các em vui xuân, vui vẻ, đạt nhiều thắng lợi kết quả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bắt lại đi. Bắt lại đi.